Nhưng cách chỉ đạo và truyền lửa cho học trò của Jürgen Klopp, người ta có thể ví ông như một vocal của ban nhạc rock. Nhưng nếu xét về tài nhìn xa trông rộng, Klopp lại giống Aristotle, nhà hiền triết người Hy Lạp luôn tin vào khái niệm tập thể vững vàng vẫn hơn là một cá nhân nổi bật. Chỉ có đúng một cầu thủ khiến cho Klopp cảm thấy tiếc nuối và từng làm mọi cách để thuyết phục anh ta ở lại với ông và đội bóng. Đó là trường hợp của Philippe Coutinho. Cách đây 6-7 năm, ngôi sao người Brazil đang có phong độ cực cao bên cạnh những Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane. Bộ tứ này được đánh giá là một trong những dàn hỏa lực mạnh nhất châu thời điểm ấy. Trong đó, Coutinho là người toàn diện nhất bởi vừa giỏi ở khả năng kiến tạo, lại vừa xuất sắc ở khả năng dứt điểm từ xa. Hàng loạt đội bóng xếp hàng muốn chiêu mộ phù thủy nhỏ. Sốt sáng nhất chính là Barcelona. Đội bóng đã nói lời chia tay Neymar để có trong tay 222 triệu euro, tức là họ thừa tiền để chiêu mộ Coutinho. Bán đi tiền vệ người Brazil sẽ đủ sức mua được rất nhiều cầu thủ khác. Nhưng Klopp không muốn thế. Ông tha thiết mong Coutinho hãy suy nghĩ lại và tin tưởng vào dự án bóng đá của ông tại Anfield. Tôi đã nói với cậu ấy ở lại đây, tại Liverpool, và sẽ kết thúc sự nghiệp với một bức tượng. Nếu đến một câu lạc bộ nào khác như Barcelona, Bayern Munich hay Real Madrid thì cậu sẽ chỉ là một cầu thủ bóng đá đơn thuần mà thôi. Ở đây, cậu có thể trở thành một điều gì đó ý nghĩa hơn điều đó. Vậy đấy, Klopp đã nói ra những điều gan ruột, nhưng Coutinho không để vào đầu. Đúng với những gì lo ngại, chính Coutinho là người tạo phản trước sức hút quá lớn từ Barcelona. Câu lạc bộ vẫn còn ở tầm nhất nhì châu Âu lúc đó. Coutinho quyết tâm rời bỏ câu lạc bộ đã đưa mình lên tầm ngôi sao để hướng tới mục tiêu vô địch mọi danh hiệu, thứ mà anh nghĩ là nếu ở lại Liverpool thì sẽ không bao giờ thỏa mãn. Thực ra thì người đàn anh Luis Suarez đã làm thế 3 năm trước và ngay lập tức giành quân bà. Nhìn vào trường hợp ấy, Coutinho không thể tránh khỏi việc bị Barca quyến rũ. Thậm chí, anh còn sẵn sàng giả vờ đau bụng trong giai đoạn đầu mùa giải 2017-2018 để không phải ra sân tại Champions League, qua đó có thể ra sân cho Barca tới đấu trường này nếu có thể tới vào mùa đông. Và rồi điều gì đến cũng đã đến. Năm 2018, Klopp bất lực chứng kiến cậu trò ông yêu quý như con rời Liverpool. Các cổ động viên lữ đoàn đỏ thì cảm thấy bị phản bội. Họ đã yêu quý Coutinho hết lòng để rồi nhận lại sự phản bội này. Thật khó lòng khi chúng tôi, một tập thể và một đội bóng, phải nói lời chia tay với một người bạn, một con người tuyệt vời và một cầu thủ tài năng như Philippe Coutinho. Thực ra Coutinho đã muốn ra đi từ tháng 7 năm ngoái khi Barca lên tiếng về tham vọng của họ. Huấn luyện viên Klopp phát biểu: "Tôi có thể cam đoan với những cổ động viên của Liverpool rằng chúng tôi, cả tập thể câu lạc bộ, đã làm mọi thứ có thể để thuyết phục Philippe ở lại. Mức thu nhập mà đội đề nghị cũng hấp dẫn chẳng kém gì việc chuyển đến Tây Ban Nha. Nhưng cậu ấy chắc chắn 100% về tương lai của mình và của cả gia đình thuộc về Barcelona. Chơi bóng cho Barca là giấc mơ của cậu ấy. Philippe đã đóng góp rất lớn vào đội bóng trong 5 năm qua. Và dù rất thất vọng khi cậu ấy không thể tiếp tục cống hiến cho Liverpool, thì mối quan hệ giữa hai bên vẫn tốt đẹp. Chúng tôi chúc cậu ấy những điều tốt đẹp. Chào tạm biệt Philippe. Chúng ta sẽ đi tiếp con đường phát triển và tiếp tục gắng sức với mục tiêu chung là mang những chiếc cúp về lại Anfield." Hai ngày trước kỷ niệm 6 năm ngày Coutinho đoạn tuyệt tình nghĩa với Liverpool và nhìn vào hoàn cảnh của anh chàng sinh năm 1992, có lẽ chẳng ai nghĩ rằng một người từng nằm trong top 5 cầu thủ hay nhất thế giới lại bẽ bàng thế vậy. Mới đây, câu lạc bộ Al-Ain SC thông báo sẽ trả Coutinho về lại đội bóng chủ quản Aston Villa trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. Như vậy, cuộc phiêu lưu của tiền vệ 31 tuổi người Brazil tại Qatar khép lại chỉ sau vài tháng. Sự nghiệp Coutinho đang lụi tàn, không thể chối bỏ sự thật ấy nữa rồi. Ngay cả khi rời châu Âu để tới châu Á thi đấu, tiền vệ người Brazil không thể cứu vãn tình hình. Tại Qatar, Coutinho đã chính 6 trận tại giải vô địch quốc gia trên tổng cộng 419 phút, ghi 2 bàn. Tầm ảnh hưởng Coutinho tạo ra không đáng kể với thành tích của Al-Ain. Vì là giờ cũng không còn cần Coutinho, Unai Emery đã có trong tay đội hình ưng ý dùng câu lạc bộ bay cao tại Premier League sau nửa đầu mùa giải 2023-2024. Nhiều khả năng Villa sẽ tìm kiếm lối thoát khác cho Coutinho, như cầu thủ này sang giải MLS với Inter Miami hay LA Galaxy có thể là giải pháp. Giờ mà ngẫm lại lời của Klopp, chăng Coutinho chỉ biết khóc. Sự nghiệp của anh như đường xoắn ốc đi xuống, thất bại trong việc khẳng định chỗ đứng tại Barca, Coutinho bị đẩy sang Bayern Munich với hy vọng phục hồi phong độ đang sa sút. Từng có thời điểm Coutinho chơi hay trong áo Bayern Munich, nhưng vấn đề của cầu thủ này nằm ở sự ổn định, điều anh không có. Khi trở lại Premier League khoác áo Aston Villa, tiền vệ sinh năm 1992 cũng thi đấu phập phù, dẫn đến việc tiếp tục bị loại khỏi kế hoạch của đội bóng dưới thời Unai Emery. Nhiều năm trước, Coutinho từng giữ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng những bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử, chỉ thua các thương vụ chuyển nhượng Kylian Mbappe và Neymar. Tuy nhiên, sự nghiệp của tiền vệ người Brazil sau đó như một quỹ đạo đầy biến động, một chuyến tàu lượn siêu tốc
đầy những khoảnh khắc vinh quang và cả bi đát. Chuyện cầu thủ theo đuổi những câu lạc bộ giàu có, danh vọng quá đỗi bình thường, nhưng Coutinho sẽ được nhớ mãi như một trường hợp thất bại điển hình của những kẻ phản bội. Coutinho và đội ngũ của mình đã sai lầm trong việc đánh giá câu lạc bộ phù hợp, môi trường thi đấu. Cái cách Coutinho đào thoát khỏi Liverpool vô hình khiến tâm lý thi đấu của anh nặng nề hơn và cũng đoạn tuyệt luôn cơ hội quay đầu. Coutinho từng bóng gió về việc trở lại sân Anfield, nhưng nhiều cổ động viên Liverpool phản đối. Không phải ai cũng là Ronaldo để có khả năng thích nghi với mọi môi trường thi đấu. Và Coutinho, người vốn chưa bao giờ được đánh giá cao ở bản lĩnh và tinh thần, lại càng dễ gặp khó khăn khi chuyển đổi môi trường. Thực ra Coutinho đã từng có một bài học, nhưng anh không chịu nhớ vào đầu. Khi rời Brazil để tới châu Âu lập nghiệp, Coutinho được mệnh danh là thần đồng. Câu lạc bộ đầu tiên anh lựa chọn khi tới lục địa già không phải Liverpool mà là Inter Milan. Song, Coutinho thi đấu rất bình thường và dù được đặt nhiều kỳ vọng, nhưng chỉ một thời gian ngắn là anh đã bị Inter thải loại. Cũng nhờ có Liverpool mà sự nghiệp của tiền vệ này mới được cất cánh. Lối chơi của Coutinho đòi hỏi cầm nhiều bóng, do đó anh phải có vị thế ngôi sao sáng nhất ở môi trường thi đấu thì mới có thể chơi tốt được. Barca và Inter Milan không đáp ứng được điều ấy và Coutinho nhanh chóng gặp khó khăn. Công bằng mà nói thì giai đoạn ở Barca, Coutinho chơi không hẳn quá tệ. Vấn đề là cái giá 140 triệu euro khiến anh nhận kỳ vọng lớn hơn rất nhiều. Giả sử anh chỉ tiêu tốn của Barca chừng một nửa con số ấy thì các cổ động viên đã chẳng chê bai nhiều đến thế. Cũng chính vì cái giá của Coutinho là quá lớn mà Barca còn lâm vào khủng hoảng tài chính tồi tệ, đến tận bây giờ vẫn còn chưa giải quyết xong. Ở tuổi 31, Coutinho giờ đối mặt với viễn cảnh sang Mỹ dưỡng già. Nếu gia nhập Inter Miami, anh có thể đoàn tụ với những người đồng đội cũ ở Barca như Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba và Luis Suarez. Nhưng dưỡng già ở tuổi 31 ư? Liệu Coutinho có nghĩ như vậy khi rời Liverpool 6 năm trước hay không? Ngược lại, đội bóng cũ của anh chỉ có mạnh lên kể từ cái ngày 8 tháng 1 năm 2018 định mệnh. Kể từ đó đến nay, Liverpool có 3 lần vào chung kết Champions League, 1 lần vô địch, 2 lần trở thành Á quân. Tại Premier League, Liverpool cũng 1 lần vô địch, 2 lần Á quân. Mùa này, giờ còn cũng đang dẫn đầu bảng xếp hạng xứ sương mù. Dù có nhiều biến động xảy ra, những người đồng đội trước kia cùng thời với Coutinho đã đi gần hết. Song, Klopp vẫn luôn duy trì được văn hóa chiến thắng ở sân Anfield mà vẫn giữ được lối chơi quyến rũ, đẹp mắt, thỏa mãn người xem. Thật tiếc cho Coutinho, giá mà ngày ấy anh nghe theo lời Klopp, có lẽ bây giờ đã không bị núi đè.